Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn ca F0 mới được phát hiện, trong đó Hà Nội công bố phát hiện ca trong cộng đồng tăng cao nhất từ trước cho đến nay. Nhiều tỉnh phía Bắc và miền Trung ráo riết truy vết F0 trong cộng đồng. Dịch Covid-19 ở miền Tây cũng đang diễn biến phức tạp. Đó là những diễn biến mới của dịch Covid-19 trên cả nước. Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày 24 tháng 11, trên địa bàn phát hiện thêm 285 ca dương tính SARS-CoV-2, trước đó có 159 ca trong cộng đồng. Đây cũng là ngày Hà Nội ghi nhận nhiều F0 cộng đồng nhất từ khi Covid-19 bùng phát. Còn tại Vĩnh Phúc xuất hiện 2 ổ dịch lớn liên quan tới 2 đám cưới rất phức tạp. Các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa phát hiện hàng chục ca trong cộng đồng. Riêng Nghệ An, số ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng giảm sâu. Dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây. Riêng Cần Thơ ghi nhận 942 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cà Mau, Tiền Giang đều phát hiện thêm hàng trăm ca trong cộng đồng. Theo kế hoạch vừa được xây dựng, thành phố Hải Phòng cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử ở địa phương dịch cấp độ 1 được hoạt động. Và tại kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố cũng phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch và biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch. Theo đó, ở cấp độ 1 tương ứng với vùng xanh cho phép hoạt động 100% công suất, đảm bảo thực hiện 5K các hoạt động, biểu diễn nghệ thuật, sự kiện tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử. Hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện đường bộ, hoạt động với tần suất bình thường, tổ chức dạy học trực tiếp. Đối với các cơ sở kinh doanh nguy cơ lây nhiễm cao thì 100% người chủ, quản lý, nhân viên phục vụ phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Ở cấp độ 2 tương đương với vùng vàng, một số hoạt động vẫn được hoạt động 100% công suất như tham quan du lịch, dịch vụ ăn uống, hoạt động tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, tổ chức dạy học trực tiếp. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm như bar, vũ trường, karaoke, hoạt động 50% công suất. Ở cấp độ 3, tương đương vùng cam, một số hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, lễ hội tôn giáo, hoạt động vận tải hành khách, hoạt động không quá tối đa 50% số chuyến theo lưu lượng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm ngừng hoạt động. Ở cấp độ 4, tương đương vùng đỏ, tạm dừng nhiều hoạt động. Thưa quý vị, theo thống kê hiện cả nước có trên 2 triệu xe ô tô dán thẻ thu phí không dừng nhưng mới chỉ có khoảng 50% số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang sửa đổi Nghị định 100 để quy định rõ thế nào là xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng ETC. Việc này sẽ thuận tiện hơn cho công tác xử phạt của lực lượng chức năng. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang sửa đổi Nghị định 100 để quy định rõ thế nào là xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng ETC như không dán thẻ xe, tài khoản không có hay không đủ tiền. Việc này sẽ thuận tiện hơn cho công tác xử phạt của lực lượng chức năng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam quản lý, hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường công tác điều tiết giao thông, xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản trở giao thông. Quý vị và các bạn, mở cửa giao dịch tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 59,45 cho tới 60,17 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC không đổi so với chốt phiên ngày hôm qua ở mức 59,5 đến 60,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 11, giá vàng giao đầu kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York, Mỹ tăng khi giới đầu tư đón nhận các số liệu kinh tế trái chiều. Cụ thể là giá vàng giao vào tháng 12 năm 2021 tăng 50 xu Mỹ, tương đương 0,03% lên 1.784,3 đô la Mỹ trên một ao vào lúc đóng cửa. Nay đến năm 2025, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ tăng cường nhiều biện pháp để đạt mục tiêu 90% các cơ sở phân phối không còn tình trạng bày bán hàng nhập lậu, hàng giả một cách công khai ở cửa hàng và trung tâm mua sắm. Ngoài ra, 90% các làng nghề cơ sở cũng không sản xuất hàng nhái, hàng giả. Các hộ kinh doanh sẽ tham gia cam kết không tiêu thụ các mặt hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, hiện nay để ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng gian, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, Việt Nam có khoảng 8 lực lượng tham gia công tác này. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong phát hiện và xử lý. Đặc biệt vào dịp cuối năm, tình trạng hàng nhập lậu bao gồm hàng giả tiếp tục diễn biến nóng. Các mặt hàng buôn lậu phổ biến vẫn là rượu, thuốc lá, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên đã nhất trí ra tuyên bố chung hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Trong đó, hai bên hoan nghênh sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, khẳng định Nhật Bản và Việt Nam là đối tác quan trọng của nhau, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Hai bên tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản còn nhiều tiềm năng to lớn để phát triển sâu sắc hơn nữa. Nhật Bản ghi nhận vai trò ngày càng tăng và đóng góp xây dựng của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết ông có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và hai bên thống nhất ra tuyên bố chung hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Theo đó khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Giữa hai nước có lòng tin chính trị cao, có tình cảm chân thành tin cậy. Đây là môi trường tốt để thúc đẩy giao lưu, phát triển mọi mặt giữa hai nước, trong đó có hợp tác phát triển kinh tế. Tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác cùng nhau về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Việt Nam khẳng định vai trò của Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài của Việt Nam, bày tỏ mong muốn Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và xây dựng đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai bên nhất trí cao, một là tăng cường tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc đặc biệt là cấp cao, tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh các cơ chế đối thoại, hợp tác, coi nhau là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới trên tất cả các lĩnh vực. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đồng thời cho biết thêm sẽ tặng thêm 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Đất nước chúng tôi sẽ hợp tác với Việt Nam về chuyển đổi kỹ thuật số, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác kinh tế của Nhật Bản và Việt Nam cho giai đoạn phục hồi hậu COVID-19. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Kishida Fumio lần này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất kể từ khi ông Kishida trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng trước. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản sau 2 năm bị chia cắt bởi dịch COVID-19. Đây là hội nghị kết nối đầu tư đầu tiên của hai nước. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ cảm nhận được sự chân thành và tin tưởng của nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam. Ngoài việc cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, lần này Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ về việc đảm bảo sự ổn định chính trị và an ninh con người cho nhà đầu tư Nhật Bản khi kinh doanh tại Việt Nam. Tại hội nghị xúc tiến hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chứng kiến hàng loạt thỏa thuận hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp Nhật Bản và các đối tác Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 11, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết chung tay phòng chống kháng thuốc cùng nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2021 do Tổ chức Y tế Thế giới phát động với chủ đề sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. Theo đánh giá của các tổ chức trên thế giới hiện nay, tốc độ điều chế ra các loại kháng sinh mới chậm hơn rất nhiều so với tốc độ đề kháng. Do vậy, nếu không cùng nhau sử dụng kháng sinh có trách nhiệm thì sẽ xảy ra tình trạng không còn thuốc để sử dụng hoặc chữa trị mà bị kháng thuốc. Được biết, chương trình quản lý kháng sinh đã được đơn vị triển khai lần đầu vào năm 2009. Sau 12 năm thực hiện, chương trình đã mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần làm giảm tỷ lệ kháng thuốc, giảm chi phí điều trị cho người bệnh, đồng thời trở thành một trong những mô hình chuẩn về quản lý kháng sinh tại các cơ sở y tế trên cả nước. Quý vị và các bạn, mặc dù đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi triển khai dạy học trực tiếp, thế nhưng các trường học ở nhiều tỉnh thành đang bị dịch bệnh xâm nhiễm, nhiều giáo viên và học sinh đã trở thành F0. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. sáng 19 tháng 11, một học sinh lớp 9D, trường tiểu học, trung học cơ sở Xuân Lĩnh có biểu hiện đau đầu, sốt, đau họng nên đến trạm y tế xã Xuân Lĩnh xét nghiệm COVID-19. Kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến nay, xã này đã có hơn 16 học sinh mắc COVID-19, bao gồm cả 3 cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Cái bệnh dịch mà lấy ở trường học thì chúng tôi cũng xác định đấy là một cái hết sức nguy hiểm, vì tức là lượng của các cháu học sinh tiếp xúc gần với nhau cũng lớn. Nhưng mà cùng dùng cái biện pháp, tức là sau khi phát hiện xong thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp cùng, tức là về trường học, tức là dừng ở cái chỗ trường học không học. Còn tại huyện Kỳ Anh, trong 66 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn xã Kỳ Thượng thì có đến 29 bệnh nhân là học sinh, nhiều giáo viên và học sinh khác đang trở thành F1. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Hà Tĩnh đang có 25 trường học phải dạy học trực tuyến và 28 trường nghỉ học. Mà lây lan ngay trong các cái trường học thì ở cấp học lớn thì sẽ anh chị em đó về là sẽ lây lan cho các cái cấp học ở đằng dưới. Ví dụ như có em nhỏ trong nhà học các cái lớp học, cho nên từ đó là nó dần ra là các trường rất là nhanh. Thời gian gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh liên tiếp phát hiện các ca F0 trong cộng đồng. Điều đáng lo ngại là dịch bệnh đang có chiều hướng lây nhiễm vào các trường học. Bên cạnh việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng đã lên kế hoạch để tiêm phòng cho học sinh có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Trong cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, thì trên địa bàn thì cũng đã có những cái ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Thì nhà trường lại càng siết mạnh hơn cái công tác phòng chống dịch. Đó là làm cái công tác phân luồng, đưa đón học sinh, tuyệt đối không cho người lạ vào, rồi là trẻ thì đi vào một lối riêng và đi ra một lối riêng. Trên trẻ trước khi vào trường thì được đo nhiệt độ và sát khuẩn. Trên các lớp thì cũng mở sổ theo dõi nhiệt độ hàng ngày đối với trẻ. Thì hiện nay là ngành đã có cái chủ động thống kê trong toàn ngành cái đối tượng học sinh từ có cái độ tuổi từ 12 tuổi cho đến 18 tuổi là cái số lượng thống kê theo thống kê của ngành cho đến thời điểm hiện tại là có 129.433 học sinh thuộc cái đối tượng từ 12 đến 18 tuổi. Và ngành đã gửi cái danh sách này về cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tiêm vaccine cho học sinh. Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị thẩm định quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Dự thảo quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ dựa trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường, trong đó môi trường và xã hội là nền tảng. Phát triển theo nguyên lý thuận thiên có kiểm soát, coi tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi và lấy con người làm trung tâm, tận dụng những điều kiện tự nhiên phong phú để phát triển đa dạng nhưng hạn chế can thiệp thô bạo vào hệ thống tự nhiên. Phát triển kết cấu hạ tầng được coi là chiến lược quan trọng nhất của quy hoạch để hướng tới những mục tiêu phát triển nói trên, nhất là các hạ tầng giao thông, năng lượng, cấp nước sạch và kết cấu hạ tầng phục vụ việc chuyển đổi mô hình phát triển của vùng. Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua thì các địa phương rất mong muốn Chính phủ phải sớm triển khai phê duyệt cái quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long để cơ sở chúng ta triển khai các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng cũng như các địa phương. Đây là vùng đặc biệt quan trọng. Rồi Chính phủ cũng đã hứa với các địa phương là sẽ cố gắng chậm nhất là trong tháng 12 sẽ phê duyệt. Phó Thủ tướng mong muốn các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia tiếp tục góp ý để hoàn thiện dự thảo quy hoạch cuối cùng trước khi trình các cấp thẩm quyền xem xét thông qua.